Vâng, và chúng ta đã cùng đến với ngay màn hình ghi điểm rồi. Và bây giờ thì bên phía của Charles Tip bọn đã được C4 được bom sai B rồi. Xin lỗi anh em là bọn tôi vào nó hơi chậm trễ một tí. Không sao đâu. 4v2. Ngay lập tức thì hai người của bên phía Charles Tip cũng vừa phải nằm xuống. Và liệu họ có giữ được quả C4 này không? Đây bắt đầu từ bị EG đang tản ra. Dây cơm bắn rất nhiều nhưng cũng trượt quá nhiều. Và đó lại là round thắng dành cho bên phía EG. Hôm nay thì sau 3 map thi đấu, đây đang là map thi đấu thứ 3. Vậy là có đến tổng cộng là hiện tại là đã 7 cái round pistol rồi. Nhưng nếu tôi không nhầm thì Hunter Thief mới chỉ thắng được một round pistol thôi thì phải. Nếu như đó là round pistol ở đầu tiên map đúng thi đấu Infer thì phải. Đấy là round đấu pistol đầu tiên ở map thi đấu Infer là Hunter Thief họ giành chiến thắng. Hunter à không, map Infer có một round và Dirt 2 có một round nếu tôi không nhầm. Vậy là hai map hai round đấu. Hai round đầu pistol giành chiến thắng rồi. Nhưng Hunter Thief bây giờ lại ra một round mà họ gọi là eco luôn. Khi mà họ đặt được C4, họ lên cho mình những khẩu BE cùng với đó là P250. Không phải là một round pop-by. Nhưng liệu họ có thể giành được chiến thắng giống như map thiếu trước họ đã làm hay không đây? Tuy nhiên thì sẽ cần phải có những tình huống tỏa sáng rất nhiều với những khẩu DE này. Dây cơm, những tình huống spam, những cái thể áp lực. Cầu may thôi, cầu may nhưng không thể tìm được cái vị trí của Ethan. Ở ngoài outside thì bên phía của EG bắt đầu bảy binh bố trận rồi. Ba người đứng ba góc khác nhau. Chỉ chờ các thành viên Hunter Thief di chuyển vào. Nhưng Gratification lại bò được xuống secret cực kỳ đơn giản khi mà không có ai nhìn vào. Vị trí này của Gratification chắc chắn là một vị trí rất nguy hiểm dành cho bên phía EG. Khi mà EG họ cũng đang gần như là có chỉ có một người giữ lại bản điều khiển thôi. Bắt đầu Hunter Thief cũng đang di chuyển theo người đồng đội của mình. Round thiếu này thì sẽ rất dễ dàng. Đó là round thứ hai dành cho Evil Genius. Nhưng mà phải xem là họ sẽ chống đỡ bom CB như thế nào. Khi mà ở trong bom CB thì chả có ai cả. Người ở Ram là Taric cũng không về về luôn. Và Ethan thì back xuống phe thì đã bị Azer hạ gục rồi. Bỏ bom CB với chúng tôi thì chúng tôi đến B luôn đây này. Và Taric trên tay. The view cũng vậy luôn. Ôi trời ơi. Evil Genius, what are you doing? Triple kill dành cho Azer. Một round mà bên phía của Hunter Thief họ chỉ có LE, thậm chí không có giáp. Nhưng EG không đổi được mạng nào cả. Họ chỉ cần bắn một cái đội hình default thôi là họ cũng có thể giành chiến thắng trong round thiếu này. Vừa rồi thì là một quick bỏ bề. Các thành viên của team Hunter Thief đã xuống được cùng secret bằng một cách nào đó EG không hay. Và bên phía team Hunter Thief đã dạy cho các thành viên của team EG một bài học như thế nào là đi đến cục bom xe B có lãi. Ba người đứng ở outside nhưng lại là ba người chủ động đứng nấp. Thật sự luôn đấy. Mình có súng to hơn cơ mà. Tại sao lại phải nấp gì? Tại sao phải là một người đứng cương skill? Hoặc là cũng sẽ là check gì đó. Đúng. Ít nhất là phải có thông tin. Nhưng đây là họ để cho Hunter Thief bò xuống một cách rất thoải mái. Và còn là nhẹ tựa lông hồng nữa. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì bốn người của Hunter Thief xuống được khu secret cứ bò chạy rồi thôi. Không mất máu nào nữa. Không ai biết luôn. Cứ bò chạy xuống thôi, không ai biết một điều gì cả. Một đều dành cho Hunter Thief rồi. Và điều họ có thể gọi là thắng thông một mạch hay không đây. Nếu mà thắng ở bên phía T-side thôi thì thắng được khoảng 6-7 round đã là quá tốt rồi. Đây là một round của Hunter Thief. Zeigen đã di chuyển được xuống vèn. Di chuyển xuống vèn rất nhanh. Và một lần nữa thì họ lại có người hành lang B. Lại là một cái lợi thế nữa dành cho bên phía Hunter Thief thôi. Bây giờ thì các thành viên của team Hunter Thief một round thi đấu họ full bài rồi. Và bây giờ thì Hunter Thief sẽ anti một round thi đấu half bài như thế nào đây? Các thành viên của team Evil Genius chỉ còn hai súng to thôi. Đó là hai khẩu súng trên tay của Rizzy cũng như Stanislaw Law. Và bây giờ thì lại có một người xuống của Secret. Biết điều này. Stanislaw Law spam xuyên smoke. Và xuyên luôn cả ba vào ba người thành viên bên phía của team Hunter Thief. Một tình huống spam rất khó chịu và cũng đã cấu được máu ở đến ba thành viên yếu như thế này rồi. Taric có cơ hội để có thể có mạng. Và đây là một tình huống Taric vẫn kịp headshot được Gratification. Ethan lại đổi góc nhưng anh ta không thể làm gì hơn. Và đó double kill dành cho vị trí của Jacob. Nhưng vẫn còn Stanislaw. Stanislaw tham minh tốt nhưng sấy mất khá nhiều thời gian. Rất may là anh ta vẫn sủi về kịp thời. Tình huống là 3v3. Và
bây giờ thì sao đây? Skill đang can thao mình nhưng đối diện với anh ta đang là Azer. Azer di chuyển qua mất rồi và Skill không hề biết được điều này. Hai người bắt đầu kẹt nhau và Azer nhận ra điều nó rồi. Vâng, Azer biết rằng có người trong quả smoke này cùng với anh. Stanislaw vừa headshot được Zekum. C4 vẫn bị đặt dành cho Hunter Thief nhưng Azer bắt được Skill. 2v2 ngay lập tức thì Breezy cũng có được mạng của JKS. Rồi thì Azer 1v2 16 HP nó sẽ là không đủ dành cho Azer đâu. Và round thắng thứ hai thuộc về bên phía EG. Và hai thành viên có súng to là Breezy và Tenon đã làm hết ở trong round thứ vừa rồi. 2-1 dành cho EG. Những tình huống không khác gì là đá bóng đến từ cả hai bên này cả. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái key round dành cho cả hai bên rồi. Lượng tiền của hai bên giờ đang rất yếu. Nhất là Liad. Liad có lẽ anh ta sẽ phải chơi cho mình một khẩu P250 thôi. Nhưng mà Liad đang làm gì thế này? Có lẽ là bao rồi, có lẽ là đây bao. Là một lỗi kỹ thuật. Sẽ là đây rồi. Sẽ là backup lại server thôi. Không có gì, cũng chưa có gì xảy ra cả. Chỉ cần mất thêm một chút thời gian gọi là mua lại súng. Có lẽ là có một player nào đó đã bị hack cái server. Giải đấu online thì cũng sẽ gặp một chút trục trặc về vấn đề máy móc và vấn đề sẽ là ra. Tôi lại nhớ một cái giải thi đấu mà chúng ta thi đấu cũng cạn online như thế này. Thì team Complex City Gaming, nhà của Poison mất mạng. Hiệp 1 mất một lần, hiệp 2 mất một lần. Đấy là map thi đấu đầu tiên. Map thi đấu thứ hai cũng thế. Map thi đấu thứ ba thì mất hẳn 45 phút luôn rồi cẩn thận. Ủa, thế thì đó là một trận đấu chắc cũng phải diễn ra trong khoảng, tuy là hai map nhưng cũng phải đến tầm phải gần 4 tiếng mất. Và bây giờ thì chúng ta phải chờ xem mà cái technical này đang là cái technical gì đây. Và có vẻ như sẽ là lâu rồi. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta cũng làm một vòng tham quan quanh nút nào. Ông ơi, cho cao lên tí ông ơi. Thêm tí nữa. Thêm tí nữa đi. Nào. Nghe lời người ta tí đi. Thêm tí nữa nào. Ngắm suối này không được. Góc xấu quá. Góc này hơi xấu. Tôi thật. Nếu mà là tôi quay cam thì cho góc đẹp hơn nhiều. Và bây giờ thì đã có được lỗi kỹ thuật đây rồi. Một player của Hunter Thief PC đã bị như này là bị gì tôi không biết luôn. Bị đóng băng. Không. Frozen mới là đóng băng nhưng PC bị đóng băng. Frozen là gì nhỉ? Lâu lâu không dùng tiếng Anh, tôi không nhớ thôi, nữa. Đây chúng ta thôi thì cứ biết là đấy là hỏng là được rồi. Lại còn này. Đấy, đóng băng như này. Ờ thì là đóng băng. À thế à, xin lỗi. Cứ cãi rồi. Nói chung là bị đơ màn hình. Nhầm bị đơ máy, có gì đâu. Hừ thật. Bây giờ thì chơi chúng ta cũng phải nghỉ ngơi cùng nhau cái đã. Đấy, trong lúc này chúng ta lại xem một trận đấu cùng giờ giữa Genji và Chium thì sao? Map thi đấu đầu tiên, Genji thắng 16-1. Map thứ hai thì họ thua 16-10. Vâng, khá là bất ngờ và lại phải kéo nhau đến tận map thi đấu thứ ba như thế này. Genji, dạo gần đây thì cái phong độ Genji cũng đang khá là tốt. Họ vừa vô địch được một cái giải gì đó tôi cũng không nhớ rõ tên lắm, nhưng mà nói chung là Genji cũng đang bắt đầu gọi là có tiến bộ hơn và khả năng cao sẽ là chiếm được cái vị trí gọi là thứ ba ở NA sau của bên phía Cloud9. Và đây rồi, chúng ta vừa nói xong thì trận thi đấu này đã được trở lại rồi. Và bây giờ cùng xem hai bên mua đồ như nào đây. Vậy là đã mua cẩn thận hơn một tí rồi. Liad tính toán. Bên phía của Hunter Thief họ có thời gian để tính toán lượng kinh tế kỹ càng hơn. Thì Liad bây giờ không phải là khẩu P250 mà đó là một khẩu 30. Và bây giờ lại làm 30 JKS muốn phi về khu vực ven. Ừ, nhưng đây là một quả smoke lỗi đến từ JKS thì phải. Và lại phải ném thêm một quả smoke nữa để dập lửa. Các thành viên của Hunter Thief họ bắt đầu di chuyển quanh khu vực H cùng với đó là cửa vàng. Nhưng đây là một pha mà họ muốn bách lực về Ram sau những cái áp lực họ gây ra vào bom xe A. Ở Ram đang có một vị trí của Taric nhưng đó chỉ là một khẩu MP9 thôi. Góc kê này không hẳn là quá đẹp, thậm chí là JKS cũng vừa bắt được Ethan rồi.
Vâng, Taric liệu có thể đổi được mấy đây? Taric chủ động lùi về trước luôn và trả trong quả lửa sớm. Taric đã bị kẹt rồi, sớt kill xuất đi kịp thời với các bạn của Liat. Đưa tình huống về là 4v4, Taric ta bị đẩy ra. Nhưng Aza là người có được cái mạng của đối phương, đưa về là 4v3. Lợi thế hơn người được dành cho bên phía Undertip khá nhanh. Nhưng bây giờ thì hãy cùng xem các thành viên EG họ đang back về để retake. Sandy Lawson có mạng xuống này, nhưng đó là một pha bắn tốt đến từ Jacob. Và có lẽ là bên phía EG bây giờ thì sẽ là quyết định đi xếp súng thôi. Còn Skill và Breezy, Breezy thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì cả, còn chưa kịp bắn một viên đạn nào cơ. Vẫn là 30-9-10 cơ mà. Và bây giờ thì vị trí của Taric cũng như Skill sẽ đi ra xếp súng thôi. Bom thì đã được đặt an toàn ở dưới khu bom xe B. Tỷ số thì sẽ là 2-2 dành cho bên giữa team Hunter Team. Vâng, Breezy có vẻ như ở dưới B là khó thở quá, phải trèo lên tận tít được cái nóc, nóc mái nhà hắt ở bên ngoài để hít thở không khí trong lành. Chưa biết là thoáng hơn được bao nhiêu khi đây là một cái map thi đấu núc. Đấy, kiểu nguyên tử biết là nghe xung quanh cũng hơi độc hại một tí. Hít thở mà không đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang cũng không đủ đâu, chắc phải có hẳn cái quả mặt nạ kiểu. Đấy, đấy, mặt nạ mà mấy ông City này, này đeo này. Đấy, thì nó ngày mới hôm qua rồi. Thì chúng ta kết thúc trận hiệp cuối cùng lúc 9:25. Còn bây giờ thì đã là 10:16 rồi. Ngày hôm nay chúng tôi đã cover đủ cho anh em cả 3 lượt trận. Có vẻ như lượt hiệp thứ 3 này đang là nặng nề nhất. Chính xác thì ngày nào thì cũng sẽ cover đủ thôi. Anh em đừng bỏ lỡ cái gì cả. Còn tôi sẽ cố gắng gọi là cắt đầy đủ nhất những cái trận đấu có thể. Anh em đang là những bắn nhau outside. Skill kết thúc đi cái bạn của Jacob. Khẩu M4 của Skill đã lên tiếng rồi. Và bây giờ Squeezy, anh ta không thể làm được những người đồng đội của mình. Sandy Long cũng đã lộ vị trí cho tình huống này. 4v3 và ngay lập tức lại làm một cái lợi thế hơn người dành cho bên phía Hunter Team. Skill bắn hạ gục đi vị trí Liat rồi. Nhưng Gratification đổi mạng rất nhanh và tình huống đưa về là thứ hai. Gratification có mạng thứ ba cho riêng mình. Chỉ còn một mình vị trí Taric mà thôi. Bây giờ thì Taric 1v3 với khẩu CZ75 và Taric. Taric ui dồi ôi. Đây rồi, C4 nằm trong tầm tay của Taric và 1v2 thì có thể làm được nha. Taric có giáp, không hề thua thiệt quá nhiều các thành viên Hunter Team đâu. Nhưng đang có người chuẩn bị móc đế đằng sau lưng Taric rồi. Taric đã thấy được Gratification, nếu kết thúc được Gratification đó thì sẽ rất tay. Nhưng không, đó là mạng dành cho Gratata và 3-2 thuộc về phía Hunter Team. 3-2 dành cho bên phía Hunter Team và dễ sẽ là 4-2 khi mà round tiếp theo thì bên phía team EG yếu tiền rồi. Rất tốt đến từ Gratification. 3-2 để Hunter Team và round tiếp theo thì thôi rồi, có vẻ như sẽ không có quá nhiều điều để nói đâu. Chỉ là 5 khẩu súng lục, không có giáp. Tôi nghĩ rằng Gratification nên đổi sang bắn rifle luôn đi. Khi mà cái phong độ bắn ốp của anh ta, thật sự thì kể từ khi mà bên phía Hunter Team họ đổi tên, à không, chứ không hẳn là từ hồi Hunter Team đổi tên, mà chính là từ hồi Gratification anh ta phải nghỉ một thời gian. Nếu tôi không nhầm thì là nhiễm bệnh thì phải. Hay là lúc đấy là không xin được visa để thi đấu và nghỉ về tầm 1 tháng liền. Hơn 1 tháng gì đó, một khoảng thời gian cũng khá là dài. Pro player, nếu mà không được chơi ở đẳng cấp chuyên nghiệp thì thật sự cái phong độ của Gratification ngay sau đó đã bị giảm sút đi rất nhiều. Anh ta không bắn ốp, không còn được tín như cái hồi còn ở Major nữa. Điều đó cũng đã ảnh hưởng một chút đến cái tâm lý của Gratification. Tuy bây giờ thì vẫn bắn ốp nhưng mà cũng đã bị gọi là kém đi khá là nhiều so với cái hồi mà còn gọi là phong độ đạt cao nhất rồi. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà ở bên những môi trường thiếu chuyên nghiệp thì bạn tập một mình thì cũng chỉ là duy trì về tay mà thôi. Bạn không tập được cùng về mặt tactic thì rõ ràng bạn sẽ phải là kiểu như là bị thụt lùi hơn so với mặt bằng chung của một team ở cùng với nhau. Bây giờ thì Taric cố gắng xếp cho mình khẩu AK. Có AK sao anh không cầm, mà sao lại cầm khẩu P250 nhỉ? Chắc đây là khẩu AK hết đạn và không dám thay đạn để tránh bị lộ tiếng đến từ Taric. Hay là để walk cho nó nhanh đây. Có lẽ là Taric giữ lại được khẩu AK này thôi. Bên với Hunter Team thì họ đang chủ động để đi ra một cái hướng khác hoàn toàn.
Và cái lượng tiền của Hunter Thief họ tích được vào thật sự đang là rất nhiều. Gravity Faction và JKS tuy đã phải nằm xuống nhưng họ cũng đã có sẵn 5.000, 6.000 tiền người rồi. Và đây cùng nhìn cái lượng tiền của Hunter Thief thì họ ít nhất là cũng sẽ buy được trong khoảng 3 round đầu nữa, kể cả có thua. Rất nhiều lợi thế dành cho Hunter Thief ở bên T-side. Và nếu sang được bên phía City side thì khả năng cao tôi nghĩ là trận đấu này sẽ diễn ra một cách nhanh chóng dành cho bên phía Hunter Thief. Ngay lập tức là một tình huống tactical timeout đến từ EG. Tuy nhiên để những tình huống tactical timeout bây giờ tôi nghĩ rằng là nó sẽ không đạt được hiệu quả, có thể nói là quá nhiều như cái những cái giải bắn LAN nữa, mà giải bắn online. Tại sao chị lại nghĩ là như thế? Bởi vì bây giờ thì COD đã được tham gia vào server cùng với player rồi và họ được nói chuyện với những cái thoải mái tất cả round luôn, chứ không phải là chỉ trong mỗi những tình huống bao đâu. Nhưng cũng chỉ là những tình góp ý thôi, tôi nghĩ là như vậy, vì đơn giản là cái tình huống mà tactical bao thì huấn luyện viên được nói nhiều hơn. Thì đơn giản nếu như mà nghĩ rằng là quãng thời gian mua đồ, quãng thời gian bỏ 15 giây, 15 giây làm sao mà nói được sướng cái mồm chứ. Nói sướng cái mồm. Vâng, thì tất nhiên là nó cũng vẫn sẽ có gọi là đạt được một cái điều gì đấy, nhưng chúng ta đang so với việc là nếu mà một tình huống tactical bao ở LAN thì nó sẽ đạt được hiệu quả hơn để gọi là thay đổi về cái mặt thế trận cho các team. Bởi vì họ vẫn có thể thay đổi một cách nhanh chóng mà. Và bây giờ thì Hunter Thief họ sẽ tiếp tục ném smoke ra che đi Gara, che đi mini để có thể bò vào. Bên phía EG thì có một khẩu ốp của Skill nhưng khẩu ốp này lại đang kéo xuống khu vực secret. Và liệu một first pick hay không đây? Đang có một quả lửa che nhưng quả lửa này sẽ mất sớm rồi. Thấy rồi, một mạng rất đơn giản như Skill. Nhưng thì một first pick của Skill vẫn cực kỳ là hiệu quả. Và đây là một cái lợi thế hơn người dành cho EG. Sector có được một mạng của Jaker thì có thể là double kill, nhưng đó cũng chỉ là nửa cây máu của Liad mà thôi. Các thành viên của team Hunter Thief đã chiếm được Gara rồi, nhưng họ chiếm Gara thì sẽ đi đâu đây? Darek phát hiện ra vị trí của Rativation rồi. Nhưng bây giờ thì vị trí đứng của các thành viên team Evil Genius đang không đẹp trong khu bom xe A đâu. Darek vẫn đang bị cô lập ngoài khu outside. 30 giây mà Hunter Thief họ vẫn còn đang lòng vòng ngoài outside, thì làm sao mà có thời gian vào bom xe kịp đây? Cố gắng là di chuyển xuống secret vào B. Bây giờ thì còn ai canh ở B nữa hay không? Không có ai của bên EG canh ở bên cả. Họ chủ động đưa ra một tiếng retake được. Trời ơi, bị lộ ý đồ rồi. Sẽ là đặt C4 kịp thời dành cho Hunter Thief. Rồi đấy, cùng xem nào. Bom sai B không phải là bộ bom sai sẽ retake đầu. Nhất là khi họ mất thêm thì chỉ có Taric rồi. Và tình huống được đưa về là 3v3 dành cho bên phía Hunter Thief. EG sẽ retake với một quả flat duy nhất được ném ra đến Skill thôi. Ném ra rồi nhưng Skill vẫn còn quả flat nữa. Mình không kết được một Liad, double kill dành cho anh chàng Liad rồi. Bây giờ chỉ có một Brizzy, bom đặt đẹp với cho vị trí cửa to, quá khó bắn hai người cùng một lúc thì thôi. Không có cơ hội dành cho Brizzy, 5-2 dành cho Hunter Thief. Rất khó, không hẳn là khó tin lắm. Nhưng dạo gần đây tôi thấy rằng là ở cái map thi đấu núc này, T-side lại đang là cái bên mà giành chiến thắng nhiều hơn. Thật ra, giải thiếu online cái kiểu report cho nhau ấy, nó sẽ không được đến nhanh hơn mà bên phía online. Tôi nghĩ là về phần report thì nó sẽ không ảnh hưởng lắm đâu mà. Tôi nghĩ là thế, kiểu đứng trên mạng với các player thì nó sẽ là một cái đường trên mạng là tốt nhất thôi. Là report ra chơi kiểu online 5-5 với nhau, rõ ràng là cái report thông tin đến với nhau ấy nó sẽ là nhanh hơn kiểu này. Vì report kiểu online với nhau ấy thì nó sẽ, tôi nghĩ là mất một lúc thì thông tin nó mới được truyền đạt đến kiểu là nhanh nhất có thể. Và khó thì cả hai bên cũng đều khó thôi, tại vì cũng là cùng một khu vực mà, cho nên là sự thiệt thòi cùng với đó những cái lợi thế thì cả hai bên đều như nhau, chỉ là bên nào tận dụng tốt hơn thôi. Vào bên phía EG họ full buy. Họ ốp thì Skill nhưng vừa rồi Skill phải không có pick được ai mà anh ta thậm chí bị Gravity Faction bắt lại. Một tình huống spam trong smoke. Một tình huống spam gọi là cục xúc của Gravity Faction.
Bây giờ thì Evil Genius chỉ còn nó là 4 thành viên mà rồi. Họ sẽ làm gì trong một tình huống 4-5 đây? AZ vẫn đang muốn fake smoke ngoài outside, nhưng mà Analytics vẫn đang hầu ở trong ngục lobby. Chưa biết được là đội hình của Analytics sẽ đi đâu. EG thì bắt đầu tản ra, có những quả smoke che Gara cũng đó là mini để thu hút thêm sự chú ý của mình của EG. Nhưng các thành viên Analytics lại đang muốn đánh ngược về khu vực bonsai B. Ở B-Ram lại là Taric, nhưng lần này chỉ là một quả flash mà thôi. Anh ta vẫn chưa nhìn thấy cái điều gì cả, nhưng đây là một góc rất khó để check vào đến từ các thành viên của 100 Thief. Taric chơi phong cách an toàn rồi, phong cách trốn. Bây giờ thì Taric sẽ thí bổ. Bây giờ thì Taric nổ súng hơi sớm mà thôi xong. Taric chết và chúng ta có một góc rất đẹp. Và Gravitation clear cũng bom xe B. Tôi đã có rất nhiều những cái nỗi ám ảnh về những cái pha mà Taric bắn sau lưng. Bằng pha đó thì Taric có nhiều mục tiêu quá, giật mình kiểu không biết bắn ai. Mình chỉ có khoảng một cơ hội để bắn được 1 đến 2 người thôi. Nhưng bây giờ giật mình quá bắn. Nhưng mà rõ ràng là vừa rồi thì Taric vẫn có thể là trốn đi thêm tầm 5 giây nữa xong nhoi ra. Vẫn sẽ là đẹp dành cho vị trí Taric mà. Nhưng mà bây giờ thì Taric đúng là không ở Hà Nội có khác, vội quá. Đấy, phải ở Hà Nội thì mới bình tĩnh được. Bình tĩnh đi. Bây giờ thì Aza cố gắng là đi bắt súng, nhưng những cái vị trí kê của bên phía EG nó đã rất đẹp rồi. Bỏ lên cái thang này thì khác gì nhiều là quan tài đâu. Bên phía của HDT thì sẽ không bắt thêm được ai nữa đâu. Nhưng 7-2, một cái tỷ số rất lợi thế cho HDT khi mà thậm chí họ còn đang bắn ở bên phía side. Cái lối bắn mà nó đang khá là quyết đoán đây từ Hunter Thief. Họ phi vào bom side một cách rất là mạch lạc. Cùng với đó những tình huống bắn nhau nó đang cực kỳ hiệu quả, nhất là đến từ vị trí của Gratification. Gratification cầm AK, cái câu chuyện nó thật sự là khác biệt so với việc Gratification cầm ốp. Đây đã có đến 13 phát rồi, vượt trội hoàn toàn so với các player khác. Và bây giờ thì Taric một tình huống đổi vị trí ra khu vực outside. Ethan để bị bắt lại và Taric cũng thế. 5 với S2 và một cái lợi thế hơn người rất nhanh dành cho bên phía 100 Thief. Vâng, EG bây giờ sẽ phải làm gì đây? Stanis lo nghe thì những tình huống di chuyển xuống cùng Secret rồi. Bây giờ Stanis lo sẽ làm gì đây? Ôi, vẫn treo lên sừng đỏ để nhìn lại Secret cho cẩn thận. Tai nghe lại không bằng mắt thấy chẳng. Brixie vừa rồi đổi được một mạng của GKS, nhưng bây giờ thì Sergio không thể có một tầm ngắm đẹp ở cái khung cửa ram này. Gratitude đặt một quả bom kín, nhưng ở khung cửa to ở bom xe B cũng sẽ nhìn được quả bom này. Bây giờ thì Liad cần phải bắt được cái chàng Stanis Law. Liad bây giờ anh chàng này chỉ còn 32 máu mà thôi. Sao một retake đầy quả smoke này chặn được đối phương, nhưng cũng gần như là chặn luôn đường của Stanis Law rồi. Đồng đội ở hai bên ram cũng sẽ không thể vào được. Sergio chết, Breezy có lẽ cũng sẽ phải như thế nhưng nếu anh ta không chạy nhanh hơn. Và thì anh ta sẽ nằm súng dưới họng súng của Hàn Đợt Thịp. Round thứ 8 dành cho bên phía của team 100 anh trộm, nếu như dịch anh ra tiếng trộm. Việt nhớ đâu hát rất thích mà thích là trộm mà đúng nhớ thì... đâu thì có chị nào thì làm sao. Ở đây mới có 5 anh mà trong khi cái team này có 100 anh liền thì 95 người còn lại nhớ đâu có chị nào thì sao. Ông chẳng lẽ ông cũng gọi người ta là anh à? Trời ơi, vô gì quá à, cái ông à. Vâng, mà một round vào bên phía EG chỉ có cho mình những khẩu lục thôi. CZ và DE làm sao mà có thể thắng được Hunter Thief đây? Hunter có Thief lẽ là chúng ta nên làm cái sự đoán vui vui đi. Chỉ nghĩ sao về việc mà EG sẽ có mạng trong round thiếu này? Vâng, tôi nghĩ rằng EG họ sẽ có được một mạng. Khả năng cao là thế, đồ thế thôi. Hunter Thief đang bắn rất hay. EG thì chí sẽ nghĩ là chết chay rồi. Một người này, hai người này, ba người này. Đổi được một mạng đến từ Liad này. Và bây giờ thì cô không được rồi. Taric làm đôi với khẩu AK trên tay rồi. Taric đóng cửa rất kéo, nhưng chẳng không có quá nhiều máu đâu. Phát tay rồi, đã đổi được hai mạng đến từ bên phía EG. Rồi thì cũng đã chấp nhận được đến từ bên phía của team Evil Genius. Thế cũng đã rất cố gắng rồi. Vâng, và Genji đang dẫn trước với tỷ số 9-7 ở trận thiếu cùng giờ, và cái này đang khá căng. Thì
rất là những trận thi đấu ở khu vực NA. Các team họ đang thi đấu khá là nhiều bất ngờ khi mà nhiều team có thể cũng khá là tranh giành cao. Tuy nhiên thì vẫn sẽ là những cái map thiếu thứ ba, một cái thế trận nó căng thẳng và căng thẳng dành cho cả hai bên. Và bây giờ thì Hanus Tip họ sẽ làm gì đây khi mà họ đã có lợi thế dẫn trước, và Evil Genius thì họ có đủ tiền full buy rồi, thậm chí là họ còn đến hai orb cơ. Taric một orb và Serkill một orb. Và khẩu orb của Taric đang ở đâu đây? Taric đang là người bắn orb solo ram. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy có một người bắn orb ở ram map thi đấu The Noob này. Ở những top team thì thường orb hay chơi ở vị trí outside và chân heaven cơ. Bắt đầu ném outside đến từ Hunter Tip rồi. Sẽ là một tình huống di chuyển xuống khu vực secret hay không đây? Nhìn thế này thì có vẻ Hunter Tip họ không muốn như thế rồi. Họ đang muốn đánh vào midi và sẽ là vào bom xe A. Sẽ là vây bom xe A lại thôi. Nhưng Serkill một tình huống bắn một, xin được hai rồi. Đây là double kill dành cho Serkill. Rất kiểu trời ơi, qua đa kill dành cho Serkill. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nhìn thấy một tình huống A của Fallen. Không biết rằng ngày hôm nay chúng ta có thể chứng kiến lại một tình huống đó hay không đây. Nhưng ngày hôm qua thì Fallen A-class 1v5 cơ. Nhưng có lẽ sẽ là không rồi khi mà G-Gate đang bò vào tâm của khẩu ngắm trên tay của Taric. Và đó là mạng dành cho Taric rồi. Hai khẩu ngắm của EG đã lên tiếng. Nhưng vừa rồi thì Serkill đã sắc đào hoàn toàn đội của Hunter Tip ở khúc A-long. Vâng, hãy cùng xem cái mạng thứ ba. Cái mạng thứ ba của Serkill. Thậm chí ra đây chúng ta còn phải tập trung lắm mới nhìn gọi là kịp đó. Lúc nãy tôi cast và tôi nhìn nó còn không kịp cơ. Chính xác là như vậy. Và đó là round thứ 3 dành cho Evil Genius. Tôi phải lấy lại bình tĩnh cái đã. Trong khi mà nhìn thấy pha xử lý quá nhanh của anh chàng à. Serkill. Serkill trong lúc mà đang khó khăn của EG nhưng Serkill vẫn biết cách để tỏa sáng. Và với những pha tỏa sáng như thế này thì hoàn toàn có thể nâng cao được cái tinh thần của các thành viên EG. Ít nhất thì bây giờ hy vọng của họ sẽ là một cái tỷ số 6-9 trong cái lượt first half. Và Chí nghĩ rằng sẽ là 6-9 dành cho Evil Genius. Không, tôi nghĩ sẽ là 11-4 dành cho Hunter Team. 11-4 có vẻ như ngày hôm nay thì anh em mình đang dự đoán hơi lệch nhau một tí. Và tôi thì đang suy nghĩ là sẽ là 12-3 dành cho Hunter Team. Có lệch nhau mấy đâu. Vài round. Gần đúng rồi. Chính xác hơn là vì những cái dự đoán 11-4, 12-3 của anh em có cơ sở phết. Khi mà lượng tiền ở Hunter Tip vẫn đang quá nhiều. Và GKS thì bằng một cách nào đó đã tụt được xuống ven rồi. Và bây giờ thì EG thì họ đã cẩn trọng hơn khi mà có một người trong khu bom xe B. Đó là vị trí Stanislaw đang nấp vào khu hốc ở dưới khu vực bom xe B. Nếu như không chủ động check vào thì sẽ là hơi bất lợi dành cho bên phía team Hunter Tip. Từ nãy giờ thì EG họ để cho Hunter Tip họ đánh vào bom side B khá là nhiều. Cho nên là bây giờ cũng phải cử thêm người để gia tăng thêm sự chắc chắn. Stanislaw và Taric bắn cặp cùng với nhau. Thậm chí Serkill cũng đang dần có thể back về khu vực B-Ram. Trong cái đó các thành viên Hunter Tip cũng đang walk dần xuống hành lang ở dưới B rồi. Có thể Hunter Tip đã bị lộ ra. Hãy cùng xem Hunter Tip liệu có thể chiếm được B hay không đây. Khi mà EG cũng đang đứng khá là đẹp. Taric cũng có thể không là... Các thành viên của team Hunter Tip họ đã chiếm được hoàn toàn phần B và khúc cửa nhỏ rồi, nhưng họ vẫn chưa thể ra được khu offside khi mà trong offside đang có đến 3 người của EG ở đây. Stanislaw góc nhìn này đến quá, có thể một bàn cho Stanislaw đến Taric có được hai bàn rất nhanh chóng. Chip một kill dành cho Taric rồi, và đây là quá đa kill dành cho Taric. Serkill lên tiếng, Taric ngay lập tức có câu trả lời với một cái quá đa kill. Bắn rất gọi là khéo léo và game sense của Taric, quay cả hai hướng luôn. Tuy nhiên thì bên phía EG cũng chỉ là có Taric cùng với đó là Serkill là chịu chơi game một chút thôi. Còn những người đồng đội còn lại thì BRZ, Ethan thật sự không phải là quá tốt đâu. Riot Faction đây rồi, tổ ốp của Riot Faction đã lên tiếng với một cái mạng của Serkill. Một pha first pick tốt đến từ vị trí của Riot Faction và đây với cái lợi thế hơn người. Ethan có vẻ như chơi game ở map thứ đất 2 hết lực rồi anh chàng. Hai map thế tiếp theo, map thứ Inferno và map thứ lúc này đang hơi bị thọt một chút. Taric vừa đổi mạng và Azir thành công và bây giờ thì Brizzy đã đổi đẩy được cùng khát rồi. Nhưng không thể đẩy được thêm. Đó thì cũng bắn tốt hơn. Diaz và Bom đã được mang về khu vực
Ram dây cầm vừa hạ gục được Ethan rồi, vẫn đang người bài tờ trên của Zaya cực kỳ khó chịu. Bây giờ Taric đang muốn móc ngược lại Ram và bây giờ Stadlock cần phải đổi được ít nhất là một. Stadlock đổi một rồi, không thể đổi được hai, khi đó tình huống chết kêu cực nhanh đến từ Lian và có vẻ như là một chuyện Taric đã lộ ra đây. Nhưng làm sao mà Taric có thể đáp được kết quả được đây? Quá khó. 14 dành cho Huntertip và bây giờ lượng tiền của bên phía EG nó đang hơi yếu đến từ VG và Stadlock. Round cuối cùng rồi. Và có lẽ là ngày hôm nay thì Chí đang đoán cái phong cách là bách phát bách trung. 11-4 sẽ là kết quả hiệp thiếu đầu tiên ừ. Thế nhưng mà vừa rồi thì tôi nhìn thấy là EG vẫn đủ tiền để ôm. Vậy họ vẫn có tiền để ôm để cho sơ kill. Tuy nhiên thì sẽ có hai người hơi yếu một tí, đó là VG và Stadlock thôi. Đây, Stadlock thì phải cầm trên thủ khẩu. Và map còn VG có vẻ như được tốt không ạ? Drop cho M4 VG, còn Ethan sẽ được drop lại cho một khẩu pha mát. Nhưng mà Ethan thì phải rất là con. Bây giờ thì bắt đầu Hunter Team đánh vào khu vực bom xe A. VG cần phải tỏa sáng tình huống này, một mạng rồi. Có mạng thứ hai không đây, Stay đi lo hỗ trợ kịp thời và double kill dành cho vị trí của VG. Nhưng các thành viên Hunter Team họ đang di chuyển xuống khu vực bom xe B, nơi mà bên phía EG đã không còn ai cả. C4 sẽ được đặt dành cho Hunter Team tôi và tình huống 2v3, cơ hội dành cho Hunter Team nó vẫn đang là còn. The kill đã đẩy ọp được xuống hụt Ram rồi, nhưng mà Azer lại di chuyển như một tình huống quần nách đến từ Azer vậy. Azer đã đi vào được nắp của kia, nhưng Ziggett vừa đổi hai ở khúc ven. Một tình huống Rizzi và Taric đẩy nhảy xuống thẳng hàng với nhau, bây giờ thì The kill không còn cơ hội nữa rồi. 11-4.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với cái pistol round này thôi. Pistol round thứ hai của map tiếng cuối cùng, map tiếng đời núp. Và bây giờ thì các đại diện team Evoji nữa họ đang phá cửa vàng thêm quả smoke nữa. Chúng ta có bóng có nhảy xuống ven hay không đây? Nhảy xuống ven rồi, nhưng trong bóng CB có người, đó là vị trí GKS. GKS đang nghe thấy rất nhiều tiếng động đi con. Bây giờ thì GKS bắn con mạng rồi, GKS bắn tiếp tục con mạng. GKS nằm xuống dưới tay của BNG, nhưng bom đang rơi. Vẫn còn cơ hội cho Hunter Team, kiểu còn đủ 4 player. Thậm chí đã bắt thêm cả sơ kill, nhưng Breezy vừa làm đôi rồi. Ngay lập tức Aza cũng đã kết thúc cái Ethan, đưa tình huống là 2v2. Breezy chỉ có cho mình 13 HP thôi, ăn một viên UFP vào người cũng sẽ phải nằm xuống. Breezy đang phải cố gắng trốn đi, thu hút sự chú ý cho người đồng đội Stanislaw. Stanislaw cũng đang có góc kề khá đẹp và một khẩu P250. Và thậm chí là cái kit duy nhất của Hunter Team lại đang nằm trong tay của Stanislaw. Cơ hội đang được dành cho bên phía EG. Họ chỉ cần là phối hợp thật nhuần nhuyễn thôi, nhưng Breezy không còn đường sống nữa rồi. Stanislaw cũng đã lộ vị trí và quả C4 này là kín dành cho vị trí của Stanislaw, gỡ luôn rồi. Không cần kit và chắc chắn vẫn sẽ là đủ thời gian. Stanislaw hết cơ hội cho thứ này. Không, đây không phải bom kín, nhưng Stanislaw vẫn chết thôi. Quả này ngồi gỡ kín được ấy, nhưng mà ông ấy không ngồi rồi. 12 dành cho bên phía team Hunter Team thôi. Vừa rồi Stanislaw cũng yếu máu quá rồi, nên cũng chỉ dám nhấp nhá mà thôi. 12 dành cho bên phía team Hunter Team. Gravitation ngày hôm nay đang bắn rất bay. Shin Kawai. Kawai. Kawai hình như là một cái Kawai. Cái tiếng gì của Úc, nước Úc phải, nó có một cái nghĩa. Có ý nghĩa đúng không? Có ý nghĩa, đúng rồi, có ý nghĩa. Kiểu tiếng bản địa. Tiếng, đúng rồi, đúng rồi. Tiếng thổ dân, tiếng bản địa kiểu đấy. Tôi nhìn Gravitation thì chắc là cũng kiểu có tí rồi. Thổ dân. Không phải nói thế. Không, là thổ dân thì mình có vẻ mình che gì đâu. Đấy là thổ dân bản địa, người ta thổ dân gốc ở đấy thì đúng là người ta là thổ dân thật chứ. Có phải là mình che cái gì đâu. Đấy, người ta là người gốc ở đấy thôi. Bây giờ thì gây một khẩu pha mát với đầu VK, không phải là quá hay đâu. Nhưng với những khẩu lục còn lại thì Hunter Team hoàn toàn được thoải mái bắn nhau được. Breezy vừa làm đôi với cậu AK rồi, anh ta cũng chỉ còn cho mình 17 HP. Nhưng với cậu AK này, anh ta đã đem về được lợi thế cho các thành viên EG. Nhưng vẫn còn Liat ở đây, đắp không kill dành cho Liat. Muốn nhặt lại khẩu súng đến từ vị trí ta đấy. Nhưng bây giờ khi nhặt khẩu súng nào thì AK sẽ làm đôi rồi. Ethan nổi một, nhưng Ethan không có giáp trong một tiếng 1v2 này. Ethan sẽ đi đâu về đâu đây? Ethan đang chốc rất nặng ở ma tiêu đờ núp này. 3-0-12 sau 16 round thi đấu. Vâng, Liat cũng chỉ có cho mình 19 HP thôi. Cơ hội để Ethan kết thúc đối thủ vẫn là có. Tuy nhiên thì Ethan bây giờ đang rất gặp vấn đề về tâm lý trong cái map thi đấu này. Và Ethan sẽ xử lý như nào đây? Thời gian thì Ethan vẫn đang còn khá nhiều. Bây giờ thì Ethan đang lựa chọn một phong cách có vẻ như sẽ đi từ mini vào A rồi. Nhưng mà Hunter Team thì họ đang có một người yếu máu, tôi nghĩ rằng họ sẽ đi cùng nhau đổi mạng thôi. Nhưng ở mini đang là vị trí của chàng Liat. Và Liat hạ gục đi Ethan rồi. 13 dành cho Hunter Team. Vòng pha đó Ethan lại không có giáp chứ. Bắn một phát lật cả mồm. Và đây là Liat. Đẹp trai thật sự. 13-4 rồi. Bây giờ về phía Hunter Team, họ có thể tiến gần hơn với những cái match point. Khi mà thiếu nữa thôi. Đúng vậy. Khi mà họ chỉ cần cách match point 3 round thiếu nữa thôi. Đây cũng đang là key round của bên phía EG rồi. Nếu không đạt được C4 thì sẽ rất nguy hiểm. Chắc chắn sau. Bây giờ thì được ăn cả. Ngã không. Thắng trận 1 rồi, thua trận 2 thôi cũng không sao đâu. Hunter Team, đây là một round thi đấu mà vị trí của Gravitation đang là người chơi outside. Nhưng ở ngoài outside của EG đang có đến 3 cái tên xuất hiện ở đây. Hiểu có làm gì đấy không đây? Đã chủ động back thêm người về bóng side B, đó là vị trí của Jacob. Gravitation đứng ra outside nhưng chỉ cầm một khẩu M4. Quyết định chỉ là nhá và lấy thông tin thôi, lùi về là một sự lựa chọn hợp lý. Bỏ outside dành cho đối phương. Hunter Team bây giờ dây cầm bắt tham mình để ngòi lên, nhưng đó thì cũng kê lại rất chi để sơ kiểu. Không có một quả smoke tường mid nào cả. Và đây liệu rằng các thành viên team EG sẽ đi đâu đây? Quả bom thì vẫn đang hầu gục tỷ bầy cơ. Có vẻ như vừa rồi Ethan lấy được Gravitation, nhưng Gravitation vẫn có mạng của sơ kiểu. Ở cái map thiếu này thì Gravitation có vẻ như đang cao tờ và sơ kiểu hơi nhiều. Liat lại còn headshot thêm được cả Taric nữa. Và 4v3 lại là lợi thế dành cho bên phía Hunter Team rồi.
Zenith Law chủ động di chuyển một mình vào dài, nhưng Rativation đang thi đấu khá là khôn khéo. Anh ta đang một mình nhìn rất nhiều đường, nhưng đây là một tình huống mà Zenith Law là người bắn tốt hơn. Và Liad cũng đã phải chết trong tay của Breezy rồi. Bom Saya nó chưa thuộc về EG hoàn toàn đâu khi có sự tiền của Aza. Ai biết này, giấy ghét đã móc lên được đến nơi rồi. Bây giờ lại thật khó dành EG rồi. Ethan đưa về là một đấy, một hai người yếu như nhau. Hãy cùng xem cuộc chiến của những thương binh này nào. Một máu đối đập với 10 máu. Và bây giờ thì Ethan, anh chàng này đang không kê về bên trái. Và đó là một tình huống di chuyển rất ách não đến từ AZ. Round thì thứ 14 thuộc về Hero Tip rồi. Kẻ yếu hơn chưa chắc đã là người thua cuộc. Đúng AZ rồi. Một máu rồi. Vẫn kịp kết thúc anh chàng còn đó là 10 HP. Một máu với 10 máu thì đều ăn một viên thì cũng sẽ phải chết thôi. Gần như là như nhau. Và vừa rồi với việc đặt được quả C4 thì cái lượng tiền của Hero Tip nó cũng được cộng vào đôi chút, nhưng nó vẫn không đủ để cho đặt bom của EG. Nó không đủ để cho EG có thể full buy được. À không, vẫn quyết định full buy với AK, nhưng lượng liệu thật sự là yếu nha. Map Builder Nook này không có những quả smoke rất khó bắn đấy. Ở đây tôi vẫn nhìn thấy là 5 quả smoke trên người các thành viên Team Evil Genius. Nhưng họ cần phải dùng 5 quả smoke này khôn khéo cơ. Bắt đầu đánh bài đúng ồ. Ethan vừa hạ cũng đi ra. Jacob kết thúc điểm Ethan thành công rồi. Nhưng mà bắt thăm mình mở cửa vàng. Brizzy chỉ đổi một, nhưng trước đó thì Azure đã kịp đổi hai. 3-2 dành cho bên phía team Hunter Team. Liệu rằng đây có phải chiến thắng thần tốc đấy là Hunter Team hay không? Thậm chí là Brizzy cũng chỉ còn 26 HP. C4 rơi ở một góc khá là khó. C4 đang nằm trong cái tầm kiểm soát của Liad. Anh ta có thể nhá và lấy thông tin được. Cùng đó góc bắn gần này vẫn có thể có lợi thế dành cho khẩu MP9. Nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều để các thành viên EG có thể bò trườn. Hãy cùng xem họ sẽ bò đi đâu đây. Bò đi đâu để đem về được một round thắng cho EG mới là cái điều khó suy nghĩ này. Có khi bò, bây giờ bò chỉ vào họng súng của các thành viên team Hunter Team mà thôi. Stanis Law đang móc ngược ra khu vực outside. Nhưng mà có một người đang kề lại cùng chân Evan rồi, đó là vị trí AZ. Rất kinh nghiệm đến từ vị trí AZ in-game leader của Hunter Team. Bây giờ Brizzy đã móc ra từ A. Stanis Law vừa kết thúc điệp AZ rồi kìa. Bom đang rơi cơ mà. Stanis Law ơi, lên Heaven làm cái gì khi mà những thành viên của team Hunter Team đang ở đây và canh bom. 27 giây nhưng họ vẫn chưa lấy được quả C4. Bây giờ thì nhá nhẹ cái nào. Đấy, thấy quả C4 đây lại yên tâm rồi. Nhưng Liad một tình huống, anh ta tham mưu khá chuẩn và bắt được Brizzy. Có vẻ như Brizzy đã lộ tiếng thì phải, hay là lộ bóng đây. Còn lại một mình Stanis Law cũng đã lộ vị trí rồi. Và 10 giây không có cười nào cho Stanis Law nữa. Chào Stanis Law, chúng tôi đứng đây từ chiều và giữ quả C4 này thì chúng tôi đã có rào thiếu 15 rồi. Mad Boy dành cho bên phía team Hunter Team. Và đây là 11 cái Mad Boy. Tuy nhiên thì một round thắng, nhưng lượng tiền của Hunter Team nó không phải là quá nhiều, không quan trọng. Họ vẫn full bài được và bây giờ chỉ cần thắng một round nữa thôi là sẽ thắng luôn cả cái bò ba. Một round quan trọng nhất dành cho bên phía Hunter Team. Azo, Aaron War, 19 chết 11. Attack Damage Rating 97.8. First kill 10%, first death vừa rồi là bao nhiêu ấy nhỉ? Tôi chưa kịp nhìn. Đâu anh em nhìn kịp rồi mà. Anh em kiểu gì đã nhìn kịp rồi. Và bây giờ thì là 3 khẩu Kali và 2 khẩu AK đến từ cái EG. Lượng súng là hơi yếu hơn khoảng 100 tip một chút và dây cườm. Và lấy ngay cái mạng của Stanley Law rất nhanh, thậm chí là double kill cho dây cườm không mất một máu nào. Và bây giờ có cả Rite Faction ở đây. Thả thêm quả súng bóng nữa. Ô, dây ghét hết so được Breezy rồi. Kết thúc dành cho EG là đây chứ đâu. 2v5, không có cơ hội nào dành cho EG đâu. Khi mà những người còn lại là Taric và Ethan. Taric sao cũng có thể 1v5 đây. Ethan đổi được 1, nhưng anh ta cũng chỉ có 10 HP mà thôi. Một quả đen quá chính xác của Aza. Và round thắng thứ 16 thuộc về bên phía Hunter Team. Có 3. Thật sự là khó khăn dành cho Hunter Team, tuy nhiên họ cũng đã giành được chiến thắng cuối cùng rồi.
Vậy là trận thi đấu bo ba giữa team Hanratip và EG thì đã kết thúc tại đây rồi. 2-1 trong kèo bo ba này nghiêng về bên phía team Hanratip, và chúng ta sẽ cùng chia tay nhau tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em vào những trận thi đấu ở ngày thi đấu tiếp theo.